ca bé 5 len thì sẽ duyệt đến phần tử thứ 5 len trừ 1 đấy, còn ca bé bằng 5 len thì mới duyệt đến 5 len. Như thế thì sẽ tràn mảng, chúng ta lại thừa thêm một dấu chấm phẩy nữa. Tiếp tục comply, chạy thành công. Angular. Xin chào các bạn, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nền tảng học lập trình trực tuyến LeetCode. Đây là một nền tảng rất thú vị để học lập trình. Đầu tiên chúng ta sẽ gõ chữ LeetCode ở trong Google và truy cập đến trang chủ. Ở đây thì có rất nhiều thứ hay ho để tìm hiểu. Tôi đã đăng nhập rồi. Ở đây có phần Explore này, để học code này. Phần Problem để chúng ta thực hành code. Ở phần Explore tôi đã học qua SQL rồi này. Ở dưới này có rất nhiều các nền tảng bài học khác nhau, khóa học khác nhau. Và phần tôi thấy thú vị nhất là phần problem này. Chúng ta sẽ cùng đi các giải quyết các bài toán ở code. Đây, phần LeetCode 75 đây. Rồi đã giải quyết được một bài. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết phần tiếp theo. Và trang LeetCode này các bạn có thể đăng nhập bằng Google nhé. Tài khoản Google tôi đã đăng nhập rồi. Ở đây, đây là vấn đề của bài toán chúng ta đây, nội dung bài toán. Nếu các bạn nào không hiểu thì có thể test ra Google dịch. Google dịch sẽ rất sát. Vì đây là các bài toán rất cơ bản và đơn giản. Đây là chúng ta sẽ tìm chỉ mục. Các bạn cũng có thể nhìn qua cái input, output của các ví dụ thì cũng có thể hiểu ra được bài toán muốn gì. Đây là đầu vào là một mảng này, và đầu ra là chỉ số của cái số mà đứng giữa, mà bên trái với bên phải thì tổng lại bằng nhau. Ví dụ ở đây là số 6 này, vị trí là 3 0 1 2 3 đấy. Đây, vị trí số này là 2, vì ở bên trái sẽ là không có số gì thì tổng bằng 0, bên phải là 1 cộng trừ 1 cũng bằng 0. Được rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào giải bài toán. Ở đây có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Có cả những ngôn ngữ rất rất mới như là Python hay Golang này. Các bạn tùy chọn, tại vì tôi hay lập trình web nên tôi sẽ sử dụng JavaScript. Thì tôi hay sử dụng JavaScript để tùy chỉnh giao diện. Các bạn có thể tra trên mạng nếu như quên các cách lập trình. Ví dụ tôi sẽ tra xem cách duyệt mảng ở trong JavaScript như thế nào. Đây, chúng ta sẽ copy đoạn code này và tùy biến ở trong hàm chúng ta. Ta sẽ xóa cái đoạn console này đi. Chúng ta sẽ thay năm thành tên mảng ở chỗ này. Tôi sẽ xóa số đoạn console này đi. Chúng ta không console. Chúng ta chỉ cần trả về giá trị đúng là được. Tôi sẽ thử trả về giá trị này xem sao. Y xem sao. Chúng ta cùng chạy thử code xem có vấn đề gì không. Nó đang build và có lỗi rồi. Lỗi ở dòng for này. Sao lại lỗi ở dòng for này? Chúng ta hãy cùng kiểm tra. Nó báo lỗi rất chi tiết ở đây. Tôi đã nhầm. Không có biến even. Chỉ có mảng 5 thôi. Ok, chúng ta hãy cùng trả lại. Tôi nhấn nhầm nút submit rồi. Đây, submit lên thì sẽ là bị wrong answer thôi. Đã trả lời sai rồi. Đây có cả phần solution này. Các bạn nào chưa tìm được solution thì cũng có thể vào đây tham khảo. Solution đây là giải pháp tốt nhất. Rồi, chúng ta hãy cùng run lại. Run ok này. Nếu chúng ta return về 3 thì là ok. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ cùng thử với test case tiếp theo là 1, 2, 3 và xem có ok không. Vì chúng ta đang fix cứng giá trị trả về là 3 nên chắc chắn là chỗ này sai rồi. Tôi sẽ để lại test case như cũ. Đây, test case phổ biến nhất. Ok. Chúng ta
thử submit xem là có đúng không. Vẫn là wrong answer thôi, tại vì trên kia nó sẽ test cả 3 test cây thì mới pass được. Ok, phần solution này có solution của Java và Python, hai solution tốt nhất. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không copy paste solution mà chúng ta sẽ tự làm, được rồi. Phần duyệt mảng như thế này là ok, chúng ta sẽ chưa return gì về cả, chúng ta sẽ duyệt mảng từ đầu đến cuối này. Xong tiếp đấy thì trước khi đấy thì ta phải tạo ra sẽ hai biến, một biến là left sum tức là tổng bên trái và một biến là right sum tổng ở bên phải. Ở mỗi chúng ta sẽ duyệt từ i từ đầu cho đến hết. Và ở mỗi vị trí thì chúng ta lại tiếp tục duyệt tiếp. Chúng ta sẽ cho j chạy từ 0 đến i và một lần nữa từ i đến hết để tính tổng trái tổng phải. Và trước khi đi tính tổng thì chúng ta sẽ phải đặt lại hai cái tổng trái tổng phải này bằng 0. Không mỗi lần thêm đi thì nó lại cộng vào thêm thì bài toán của chúng ta sẽ sai. Rồi chúng ta sẽ, tại vì i với j nhìn gần giống nhau nên hai bị nhầm lẫn, tôi sẽ đặt index ở đây là k, cho k chạy từ 0 đến i. Chúng ta sẽ duyệt, chúng ta sẽ cộng left sum bằng left sum cộng với phần tử thứ k ở trong mảng 5. Ok, chúng ta sẽ tính được tổng trái này, tiếp tục tương tự cho tổng phải. Chúng ta cho k chạy từ i cộng 1 đến hết mảng 5. Các bạn nhớ nhé, tại vì chỉ số đầu tiên ở trong mảng sẽ là 0 nên là chỉ số cuối cùng trong mảng sẽ là tổng độ dài của mảng trừ đi 1, là chúng ta sẽ duyệt phần mảng với là trừ đi 1 nên là chúng ta sẽ cho k ở y bé hơn 5 len. Rồi chúng ta đã có tổng trái tổng phải thì chúng ta sẽ bắt đầu so sánh. Nếu mà tổng trái và tổng phải bằng nhau thì in ra y, y chính là chỉ số đứng giữa. Các bạn nhớ là chúng ta cũng không cộng số ở chỉ số index nhé. Cái số ở chỉ số index vào tổng trái tổng phải, ví dụ như ở ví dụ đầu tiên thì chúng ta sẽ cộng, không cộng phần tử thứ ba có giá trị là 6 vào tổng hai bên. Ok, nhớ để tránh bị lỗi nhé. Nếu mà không tìm ra được vị trí của index thì chúng ta sẽ return 1, chúng ta cũng chạy code lại sai ở vòng for. Vòng for này có gì sai đây? Chúng ta đã thiếu điều kiện là k bé hơn 5 len. K bé 5 len thì sẽ duyệt đến phần tử thứ 5 len trừ 1 đấy. Còn K bé bằng 5 len thì mới duyệt đến 5 len. Như thế thì sẽ tràn mảng. Chúng ta lại thừa thêm một dấu chấm phẩy nữa. Tiếp tục comply, chạy thành công, in ra đúng output là 3. Chúng ta sẽ thử test cây thứ hai là mảng có 3 phần tử 1, 2, 3. Chúng ta sẽ phải in ra là trừ 1 thì mới đúng, vì không có index nào phù hợp. Đã đúng ra in ra trừ 1 rồi, chúng ta sẽ test với test cây thứ 3. 2, 1, trừ 1, in ra là 0 ở vị trí thứ 0, vị trí đầu tiên. Ok, như vậy là test thành công. Chúng ta sẽ submit xem đúng đáp án chưa. Chúng ta đã được accept code rồi. Như vậy là chúng ta đã thành công giải quyết một bài toán. Có rất nhiều bài toán từ các cấp độ dễ trung bình khác nhau. Các bạn có thể tham gia học. Ở đây có cả là phần debug. Các bạn muốn debug ở trên web thì các bạn có thể đăng ký thành viên nhé. Khá đắt nên là tôi sẽ không đăng ký. Chúng ta có thể là, ví dụ học C thì chúng ta có thể cài C và debug ở trên C. Thế ra là cơ bản đúng như thôi. Và các bạn cũng có thể tham khảo đáp án tốt nhất ở tab solution. Như vậy là bài học về lead code của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.